Xin chào chị Hằng My ạ. Hiện nay thì nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long trồng khóm mang lại giá trị kinh tế cao. Không biết là thời tiết sắp tới thì có ảnh hưởng gì đến việc trồng trọt của bà con không chị? Dạ vâng, chị Phương Ly và quý vị khán giả thân mến. Dự báo 10 ngày tới ở tại đồng bằng sông Cửu Long ít mưa, thuận lợi cho bà con chăm sóc và thu hoạch khóm. Ở Hậu Giang thì khóm Cầu Đúc là loại nông sản nổi tiếng của tỉnh, được trồng nhiều ở thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ. Nhờ thời tiết năm nay ít mưa trái mùa, cộng với giá bán tại rẫy cao hơn cùng kỳ mọi năm, nên là mỗi công trồng khóm bà con thu về từ 5 đến 8 triệu đồng. Ngoài ra thì thành phố Vị Thanh cũng đang khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, nên là du khách đến có thể tham quan, trải nghiệm trồng khóm cũng như là thu hoạch khóm. Dự báo thời tiết một tuần tới ở Hậu Giang thì đều có nắng từ sáng cho đến chiều, có ngày có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Có 3 ngày giữa tuần là có khả năng có mưa trái mùa về chiều tối với lượng nhỏ. Thời tiết nắng nhiều giúp bà con có thể thu hoạch khóm nhanh gọn, trái khóm cũng đạt chất lượng. Tuy nhiên với những diện tích khóm chưa thu hoạch thì cần lưu ý chăm sóc để đạt được năng suất cao. Bà con cần dùng màng phủ ni lông hoặc rơm, cỏ khô để có thể giữ ẩm cho đất, phải tỉa chồi cho cây để tập trung dinh dưỡng cho quả. Và đặc biệt mùa này thì khóm dễ bị mắc bệnh héo lá đỏ. Chính vì vậy, khi thấy dấu hiệu sâu bệnh, cần nhổ ngay những cây bị bệnh. Những địa phương trồng khóm khác ở tại đồng bằng sông Cửu Long cũng cần lưu ý các biện pháp chăm sóc trên. Dự báo từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 4, một vài nơi có mưa về chiều tối, còn lại đều có nắng nhiều, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ.